Bác nha, em hôm nay em giới thiệu thêm là một cái giò kèn hồng nhá. Kèn hồng nhá các bác nhá. Đó. Đây là kèn nhá, hoàng thảo kèn Lai Châu họng hồng nhá. Đó, đẹp không ạ? Giò thứ hai cũng là kèn. Kèn này kèn rừng. Đây nha. Đó. Đây còn là kèn này là kèn gieo hạt này các bác này. Đó. Kèn gieo hạt nha. Đây nha. Đây. Có một bông kèn gieo hạt thì siêu đỉnh nha các bác nha. Siêu đỉnh. Nó tím đậm luôn. Đấy, đây là hàng gieo hạt nha các bác nha. Đây là phi điệp à. Phi điệp này, cái này là Minh Châu chứ. À, Mỹ Nhân. Em không dành cái món này lắm. Đây là kèn hồng nha các bác nha. Một giò kèn hồng siêu to. Một dàn kỳ nha các bác nha. Dàn kỳ luôn. Đây, hoàng thảo kèn Lai Châu à. Đấy. Đây là nguyên bản kèn Lai Châu. Nguyên bản từ rừng về nha các bác nha. Đây là kèn Lào. Đấy, đây là kèn Lào. Đây, đây là hoàng thảo kèn Lai Châu à. Nó sẽ đậm hơn nha, cái cánh nó sẽ dày hơn các bác nha. Đây, em sang bên này cho các bác xem bên này. Cho xem một dãy này luôn này. Siêu phẩm. Đây vẫn là, đây là đùi gà nha các bác nhá. Đùi gà hôm nay em cho các bác xem này. Đây là, đây là kèn hồng nha các bác nhá. À, kèn này nhá, kèn trắng nha. Đấy, kèn trắng này. Kèn trắng hôm nay có mấy giò luôn. Được mấy giò kèn trắng nha các bác nhá. Đây kèn đây. Mấy giò tím đậm thì nó tất ở đầu này. Những giò to siêu phẩm. Vẫn còn nụ nha các bác nhé. Đấy, giò này to này. Giò này to như mầm này, kém. Không được tốt mấy. Đây, một giò kèn không họng nha. Giò kèn không họng. Đây một giò kèn trắng này nữa này các bác này. Đây là giò kèn trắng em để lại cho, nhượng lại cho ở Lai Châu thôi, chứ không không phải là em nhượng lại ở chỗ khác nha. Em nhượng lại ở Lai Châu thôi. Người Hà Nội lấy không kịp. Đấy thì em cho các bác xem hết cái lô kèn ở Lai Châu. Hôm nay cũng không phải là ngày ấy, ngày gọi là ngày gặp mặt họp thôi. Anh em đến gọi là mang một ít hàng đến trưng bày một chút để họp cho nó vui. Đấy.